đúng là cái loại ấy, lười biếng, ăn bám vô tích sự. Nhà cửa thì bừa bộn ra, cơm nước giờ này còn chưa nấu nướng gì cả. Cháu nó quấy cả đêm vừa mới ngủ ạ. Con viết xong rồi con ra dọn dẹp nấu nướng ạ. Vẽ chuyện, việc thì chưa làm xong, cô đã làm cái gì ra tiền chưa? Con mới nhận việc viết lách một thời gian mà mẹ. Cô ảo tưởng nó vừa vừa thôi. Cô mà đòi bày đặt cái chuyện viết lách để kiếm tiền á, mỗi tháng thì kiếm được 3 cọc 3 đồng rồi lại tự cho là mình tài giỏi. Cháu ngoại của bà thương bà thương. Ngoan nhá. À, chị Ly. Em thì được việc rồi, bắt đầu đi làm lại. Nên là chị ở nhà chăm con thì tiện chăm cháu luôn cho em nhá. Cô nói sao cô? Ý cô là từ nay cô mang con sang đây để tôi chăm á? Sao không mang ra ngoài để cho nhà trẻ chăm mà mang sang đây làm gì? Tôi có rảnh đâu. Tôi bảo nó mang sang gửi đấy, chứ đem đi gửi trẻ làm gì không yên tâm. Với lại đằng nào cô cũng ở nhà trông con thì trông luôn một đứa có làm sao đâu. Cô yên tâm đi, sữa tã của con nó ấy, là con Ngọc nó mang sang. Rồi mỗi tháng nó còn phụ cấp cho cô thêm cả tiền điện, tiền nước nữa, chứ không phải trông không công đâu mà lo. Vấn đề không phải là chuyện tiền bạc ạ. Sao không ai hỏi ý kiến của con trước? Với cả con có rảnh rỗi đâu, con có công việc của con để làm chứ. Cô dẹp ngay ba cái trò suốt ngày cắm mặt vào máy tính với điện thoại viết lách đi. Sống thực tế vào đây này. Chị ơi, mẹ đã nói như thế rồi mà anh Cường cũng đã đồng ý. Chị trông thêm một đứa nữa thì có làm sao. À mà quên, con của em ấy nó hơi khó ăn, cho nên là chị phải chia nhỏ ra từng bữa cho nó này. Rồi nó hay bị dị ứng nữa, nên là chị phải tắm bằng nước ấm, có tinh dầu, sau đấy là massage. À, quần áo nhá là phải giặt riêng, không được giặt chung. Mỗi tháng em sẽ chu cấp thêm cho chị 1 triệu, được chưa? Tôi đã bảo vấn đề không phải là chuyện tiền bạc, 1 triệu hay vài triệu cũng thế thôi. À, hay đổi ngược lại đi. Cô ở nhà chăm hai đứa, tôi sẽ đi làm. Một tháng tôi gửi cô 2 triệu tiền công được chưa? Chị... Mẹ, em xem chị ấy nói kìa. Thái độ như thế là không muốn chăm con cho con đấy. Alo, Cường à? Mày về mà dạy lại vợ mày đi này. Con Ngọc nó đi làm, nó đem con nó sang vợ mày để gửi. Có giả tiền công đàng hoàng mà nó bố lao bố tết, không chịu trông cho. Rồi lại còn cậy mình tài giỏi nữa kìa. Dạ vâng, mẹ cứ để đấy để con bảo vợ con. Khắc phải nghe hết mẹ ạ. À.